Anh mới mở xin thân chào với em nha. Hôm nay anh mới mở xin giới thiệu với em, đây là một cái vali đồ đồ của các kỹ sư công trình nha các em. Anh là công nhân công trình nha, đây rất là đẹp nha. Rồi anh sẽ mở cho em xem. Đó, thì nó có gồm hai lớp nha, lớp trên và lớp dưới. Đó, lớp trên nè, các con vít ốc tán này nọ, dao nè, vít nè, mỏ lết nè, mũi khoan nè. Đó, ok ha. Rồi cái này là cũng thể là chúng ta là bóp được luôn nha em. Đó, chúng ta gài nó bóp được. Đó. Đó, nó bóp. Đó. Đó, rồi các dưới đây là các thiết bị khác. Đó. Đo, búa, đó, thước. Rất ok. Đó. Đó, cái này nó bóp bóp vậy thôi, rồi chúng ta dặn nghe nọ thôi chứ không ấy. Đó, chúng ta dặn nghe tiếng này nọ rất ok ha. Rồi em nào muốn mua sản phẩm này thì liên hệ với anh sẽ ship code cho em nha. Bye bye.